Thưa quý vị, hai trường đại học danh tiếng hàng đầu của Mỹ là Đại học Harvard và Viện Công nghệ Massachusetts MIT đã khởi kiện lên tòa liên bang ở Boston của Mỹ nhằm phản đối chính sách visa mới khiến sinh viên quốc tế đang học tập tại nước này phải về nước nếu trường của họ chuyển sang dạy học trực tuyến hoàn toàn. Đơn kiện yêu cầu tòa liên bang ra phán quyết cản trở sắc lệnh, ngăn không cho Bộ An ninh Nội địa DHS và Cơ quan Thực thi Hải quan và Di trú Mỹ ICE có thể kích hoạt thủ tục trục xuất các sinh viên quốc tế nếu họ không chịu chuyển sang các trường có lớp học trực tiếp. Trong đơn kiện, họ nêu rõ các chỉ dẫn, chính sách của ICE đã vi phạm luật hành chính công của Mỹ khi không cân nhắc tới các phương diện quan trọng của vấn đề trước khi công bố, không đưa ra một cơ sở hợp lý cho chính sách và không thông báo thỏa đáng tới công chúng. DHS và ICE chưa phản hồi ngay về thông tin hai cơ sở đại học khởi kiện họ. Trong khi đó, chính sách mới của Mỹ đối với các du học sinh được đánh giá là một giải pháp cứng nhắc cho một vấn đề phức tạp và có thể sẽ khiến cho khoảng 1 triệu sinh viên quốc tế phải đối mặt với nguy cơ dừng việc học tập tại Mỹ. Cơ quan thực thi di trú và hải quan Mỹ ICE sẽ không cho những người có visa sinh viên được ở lại Mỹ nếu trường của họ chuyển sang học trực tuyến hoàn toàn trong học kỳ bắt đầu từ mùa thu năm nay, thường là ở cuối tháng 8 hoặc đầu tháng 9 tới. Trong trường hợp nếu trường đã chuyển hoàn toàn sang dạy trực tuyến, các du học sinh hoặc sẽ phải chuyển sang trường khác hoặc là phải rời khỏi Mỹ, nếu không có thể bị trục xuất. ICE yêu cầu Bộ Ngoại giao Mỹ không cấp thị thực nhập cảnh cho những sinh viên đăng ký nhập học tại các trường hoặc các chương trình dạy online hoàn toàn trong học kỳ mùa thu. Khi phần lớn các trường đại học và cao đẳng chưa đưa ra phương án phù hợp để đảm bảo lợi ích học tập, thì các sinh viên của họ đang như ngồi trên đống lửa và cũng chỉ biết chờ đợi. Sinh viên 21 tuổi người Venezuela đang nhận học bổng tại trường đại học Kenyon của bang Ohio đang không dám nghĩ đến tình huống phải trở về quê nhà. Rời Mỹ vào thời điểm này là điều mà tôi không thể làm được. Không có chuyến bay thẳng nào từ Mỹ tới Venezuela. Nếu phải về nhà, tôi sẽ phải đối mặt với việc mất điện liên tục, không có kết nối Internet, mất tiền học phí mà chỉ học dưới hình thức trực tuyến và phải ngừng tham gia vào các nghiên cứu ở trường nữa. Điều này sẽ khiến tôi không thể theo kịp được các bạn học khác. Thật vô nghĩa khi phải trả tiền trong nền giáo dục Mỹ mà bạn lại phải học từ xa. Điều này thật sự tệ. Tôi đã xây dựng cuộc sống của mình ở đây. Giờ thì có thể tôi sẽ mất cơ hội làm việc, mất tiền học, tiền thuê nhà và nhiều thứ khác nữa. Em đã chọn học trực tuyến để không phải đi ra ngoài, tránh dịch bệnh. Nhưng khi có quy định này thì tức là giờ em không có lựa chọn nào cả. Học trực tuyến tức là phải về nước. Giá vé để về được lúc này là rất đắt. Bạn bè em có những người mua vé với giá 3.000 đô la Mỹ, thậm chí hơn. Đây là mức giá vô cùng vô lý đối với sinh viên. Tổng số sinh viên nước ngoài tại Mỹ hiện là hơn 1 triệu người. Trong đó, 5 quốc gia có nhiều sinh viên đang học tại Mỹ nhất là Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc, Ả Rập Xê Út và Canada. Cho đến thời điểm này, mới chỉ có một trường lớn có giải pháp cụ thể sau quyết định của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ, đó là Đại học Harvard. Trường này quyết định là năm học tới sẽ chỉ cho phép 40% số sinh viên học trực tiếp trên giảng đường, chủ yếu là sinh viên năm nhất, còn lại sẽ học trực tuyến. Kỳ thứ hai, đến lượt các sinh viên khóa trên. Tuy nhiên, để học trực tiếp trên lớp, các sinh viên cũng phải được kiểm tra sức khỏe và đảm bảo giãn cách xã hội. Nhưng Harvard là trường đại học lớn, lại ở bang Massachusetts, là nơi dịch đã giảm mạnh. Còn với nhiều trường khác có tiềm lực nhỏ hơn và ở các bang dịch bùng phát mạnh hơn, thì sinh viên chỉ còn cách là về nước hoặc là chuyển sang trường khác nếu có thể. Với các sinh viên bây giờ, việc quan trọng nhất là phải cập nhật thường xuyên các thông báo của trường để xem là trường của mình sẽ quyết định năm học tới học theo hình thức nào và mình có thuộc diện học trực tiếp hay không. Bởi nếu theo quyết định mới này, rất nhiều trường hợp sinh viên sẽ rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Nhiều sinh viên Việt Nam tại Mỹ đã vô cùng lo lắng. Hoàng Anh đang theo học ngành ngoại giao tại thành phố New York. Ngay từ khi Mỹ bắt đầu bùng phát dịch COVID-19, em quyết định trở về Việt Nam và bảo lưu kết quả một năm. Lúc đầu thì em đã rất đắn đo với quyết định bảo lưu tại vì là em với suy nghĩ là nếu mà học online thì thực sự là em thấy là học online nó rất là phí tiền vì là nó không được thực sự có cái trải nghiệm thực tế khi mà mình thực sự ở bên Mỹ mình học. Trường học đóng cửa. Nhiều bạn của Hoàng Anh ở Mỹ phải duy trì việc học online với hy vọng cuộc sống sớm trở lại bình thường. Thế nhưng, hy vọng ấy trở nên mong manh hơn bao giờ hết trước thông tin du học sinh sẽ phải về nước nếu trường mà mình theo học, học hoàn toàn dưới hình thức trực tuyến. Thời gian này thì tất cả mọi người biết là Việt Nam đang cấm nhập cảnh. Thật sự là kể cả bọn em muốn về, kể cả bây giờ có cái luật như này. Nhưng mà để mà mua vé để về Việt Nam thực sự là rất khó khăn, bọn em chỉ là còn cơ hội là mong chờ vào những chuyến bay giải cứu.
Nếu muốn ở lại, các em phải nhanh chóng chuyển đến các trường có dạy trực tiếp hoặc kết hợp cả hai hình thức. Điều đấy có nghĩa là việc học của các em phải bắt đầu lại từ đầu. Vấn đề chuyển trường nó cũng rất là khó khăn bởi vì nó là cả một cái quá trình apply lại từ đầu và các cái tỷ lệ mà trường nhận mình bây giờ cái nó cũng khó khăn hơn, đặc biệt là mình là du học sinh quốc tế nữa. Hiện tại, các trường chưa có thông báo chính thức tới sinh viên quốc tế. Các em vẫn đang phải chờ đợi, không biết số phận mình sẽ đi đâu, về đâu, trong khi đã ký hợp đồng thuê nhà, đóng toàn bộ học phí kỳ tới và các chuyến bay quốc tế chưa được nối lại. Trước tình hình này, Bộ Ngoại giao Mỹ đã có một thông báo mới cho biết rằng quy định mới của chính phủ Mỹ là để nhằm tạo điều kiện khuyến khích hình thức kết hợp đào tạo trực tuyến và trực tiếp. Và như vậy là sinh viên quốc tế vẫn có cơ hội nhận thị thực phù hợp. Thông báo mới này có thể đã kịp thời giúp cho hơn 1 triệu du học sinh quốc tế, trong đó có khoảng 30.000 sinh viên Việt Nam, yên tâm phần nào đó. Còn sinh viên một số trường thì cũng đang chủ động viết kiến nghị lên ban giám hiệu để họ có ý kiến với các cơ quan chức năng, giãn thêm thời gian để họ có thể sắp xếp được những thủ tục liên quan, cũng như tới khi các đường bay quốc tế được nối lại. Trong một diễn biến liên quan thì sáng nay theo giờ Việt Nam, chuyến bay thứ tư đưa công dân Việt Nam bị mắc kẹt giữa mùa dịch COVID-19 ở Mỹ về nước đã cất cánh từ sân bay quốc tế của thủ đô Washington của Mỹ. Phóng viên Trường Sơn đưa tin. 346 công dân Việt Nam về nước trên chuyến bay, chủ yếu là học sinh và sinh viên. Cũng có cả người cao tuổi và trẻ nhỏ. Chuyến bay được thực hiện trong bối cảnh nhiều học sinh sinh viên đã phải đối mặt với khó khăn về nơi ở và nguy cơ nhiễm bệnh. Vì trường học đã đóng cửa vài tháng nay, sinh viên thì phải rời khỏi ký túc. Ngoài ra, cơ quan chức năng của Mỹ cũng vừa thông báo, sinh viên nước ngoài, trong đó có sinh viên Việt Nam, sẽ phải rời khỏi Mỹ, nếu không sẽ bị đối mặt với nguy cơ bị trục xuất, nếu như trường của những sinh viên này sẽ chỉ giảng dạy trực tuyến trong năm học tới. Giống như 3 chuyến bay trước, hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Vietnam Airlines, tiếp tục sử dụng loại máy bay Boeing 787 thân rộng hiện đại để vận chuyển công dân về nước. Tổng thời gian bay về khoảng 20 tiếng đồng hồ, trong đó có hơn 1 tiếng dừng kỹ thuật tại Alaska và dự kiến sẽ hạ cánh tại sân bay quốc tế Nội Bài khoảng nửa đêm tối thứ Năm, ngày 9 tháng 7. Theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ, hiện vẫn còn khoảng 13.000 đơn của công dân Việt Nam đăng ký về nước từ Mỹ, tương đương với công suất vận chuyển của hơn 37 chuyến bay. Trong khi đó, đại diện Vietnam Airlines cho biết hãng này dự kiến chỉ thực hiện thêm từ 3 đến 5 chuyến bay từ Mỹ về Việt Nam trong thời gian còn lại của tháng 7 và tháng 8. Các chuyến bay tiếp theo dự kiến sẽ cất cánh từ các thành phố San Francisco, Houston và thủ đô Washington DC. Trường Sơn, phóng viên truyền hình Việt Nam, đưa tin từ sân bay quốc tế Dallas, Mỹ.